Nghệ sĩ Quốc Thuận chia sẻ toàn bộ cảnh tang lễ xót xa gửi lời cuối cùng đến mẹ. Khuya ngày 24 tháng 2, trên trang cá nhân nghệ sĩ Hải Quốc Thuận đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng. Anh cho biết bản thân đang về quê An Giang và đây là chuyến về đau lòng nhất con đường này, 28 năm trước con đã từng xa nhà, rời quê, mỗi chuyến về rồi lại đi chắc chắn đều có ánh mắt dõi theo mong chờ con rất nhiều, và sẽ có những giọt nước mắt giấu đi của ý. Và cũng con đường này, khuya nay con về đến nhà cũng là chuyến về đau đớn nhất cuộc đời con, con còn nợ ý nhiều lắm ý ơi. Quốc Thuận nghẹn ngào chia sẻ trên trang cá nhân. Tối ngày 26 tháng 2, Quốc Thuận chia sẻ hình ảnh toàn bộ tăng lễ của mẹ, nhận được sự quan tâm từ đông đảo bạn bè và khán giả. Anh xúc động nhắn gửi đến đấng sinh thành, ý thích nhạc rộn dã, mới hôm nào còn nói chừng nào đó, nhớ gọi kèn tây tiện ý nghe. Đêm cuối ý còn ở nhà, có hoa, có nhiều người thương ý và có đội kèn tây rộn rã khắp xóm mình, vui hé ý. Trước nỗi đau mà quốc thuận phải trải qua, Phan Hâm Mộ cùng bạn bè đồng loạt để lại bình luận động viên. Được biết, mẹ Quốc Thuận qua đời tại quê nhà An Giang trước sự ngỡ ngàng của gia đình làng xóm. Ngay khi biết tin mẹ mất, nam nghệ sĩ đau lòng và hụt hẫng. Dù lập nghiệp xa nhà nhưng anh luôn nhung nhớ và dành nhiều yêu thương cho người mẹ. Cách đây chưa lâu, nam diễn viên còn dành thời gian đưa mẹ đi chơi, mua máy massage tặng mẹ với hy vọng đấng sinh thành có sức khỏe tốt hơn, sống lâu bên con cháu. Lòng hiếu thảo của nghệ sĩ Quốc Thuận được không ít khán giả đồng nghiệp cảm kích quý mến. Vì vậy, khi hay tin mẹ anh ra đi, nhiều bạn bè đã gửi lời chia buồn động viên nam nghệ sĩ. Nghệ sĩ Quốc Thuận tên thật là Tô Hòa Thuận là một diễn viên đạo diễn, nhà sản xuất phim, MC dí dỏm trong showbiz Việt. Anh từng đạo diễn nhiều chương trình cho các nghệ sĩ nổi tiếng như Minh Nhí, Cát Phượng, Thúy Nga. Anh cũng là đạo diễn nhiều bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích như Hàng xóm nhà chung, Về đi Tía ơi, Biệt đội siêu hài vân vân.